Thấy ngày nào đẩy cũng chạy vào môi. Rồi rong 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 dễ nè. Rồi rồi. Vậy mà. Dạ. Chỉ là mày bây giờ mày đi cái đường này. Đúng rồi rồi đi ra không đi về phải. Không được hòa chồng cũng có đi ra ngoài cũng là một đâu. Được được được. Được mà chứ đừng về ghé. Nha Trang 5:30 6:00 vẫn người sáng mà. Giờ đây đi 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 xe tới đâu? Thẳng tới đó luôn. Tới Vịnh nó không luôn hả? Phải qua đi đò quay qua không? Không, tới Vịnh xong rồi từ Vịnh cứ đi có thuê thuyền vậy? Đi đảo không? Đó thì từ đó mới đi đảo, từ đó mới lên tàu đi đảo. Như là khoảng ta gọi 90 cây. Vậy à, cây vậy hả? Sao đại lãnh đó, đại lãnh đó 8 mấy cây rồi. Từ đó đi vô con đường gì khai thông cái đường này đẹp ra ha. Nãy chuẩn bị xe bình thường là khu nào đó. Don't you
chiều vui xưa, còn đâu những chiều say xưa, ngồi nơi biển buồn trông ra khơi mênh mông, còn đâu tháp Bà Em mơ, còn đâu đá trong bờ mơ, còn đâu bên cầu đá nên thôi. Nhà trăng cảnh đẹp trăng thành gió mát, ai qua vài luyến tiếc xa xôi. Ai ơi, người về cho ta nhắn với nhà trang quê hương dịu hiền, ngàn đời lòng tôi mến yêu. Ai ơi, người về cho ta nhắn với nhà trang quê hương dịu hiền. Có. Mấy chục triệu hả? Xuống hai nhảy qua ba, ba không nhảy lên được, nhảy lên là bị bắn trúng chỗ hiểm liền. Trúng chỗ nào là chỗ hiểm? Hả? Chỗ nào là hiểm? Thì ba mày biết rồi mà. Biết đâu mà mày không biết? Ở đó chỗ nào là chỗ hiểm? Má nói ba mẹ không biết chỗ nào trường hiểm hết á. Con trai mới có. Con trai mới có rồi hả? Sao biết? Ai cũng biết. Vậy là con gái không có trường hiểm hả? Gái có không? Để gái em nó là tiêu. Ngồi xuống, nằm xuống mới chạy ăn.